đến miền Tây xứ Nghệ, huyện miền núi Anh Sơn luôn cuốn hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hữu tình. Những cây hoa gạo đỏ rực tháng 3 như muốn níu giữ bước chân du khách khi đến nơi đây. Dòng sông Lam thơ mộng là tuyến giao thông thủy quan trọng với người dân nơi đây. Trong dòng nước sông Lam còn có nhiều hải sản thơm ngon đặc biệt. Xin chào quý vị, chương trình Đi Mô Ăn Chi đã có mặt tại huyện Anh Sơn, một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Và đến với mảnh đất này thì chúng ta sẽ giới thiệu đặc sản nào của xứ Nghệ đấy? Hãy cùng theo chân ekip Đi Mô Ăn Chi nhé! Bác ơi, bữa nay có nhiều cá không bác? Cũng được nhiều hả? Dạ. Cá tươi quá. Với những con cá con vừa đánh bắt được, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một món ăn đặc sản, món cá con khó nghề. Với sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Vinh, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công đoạn chế biến món cá com trong sự háo hức không ngừng của tôi. Với món cá com này thì chắc là nguyên liệu không thể thiếu là nghệ gì hay? Nếu mà hợp khẩu vị nhất là vẫn nghệ tưới. Nghệ tưới. Có nghệ tưới với cà chua. Có ngọt thì không cần cà chua, không cần nghệ. Thì cần đường, ớt tiêu, vậy là ớt cải tá. Nhưng mà cháu thấy nghề có cái mùi hắn hay gì ạ? Không, cái mùi này thơm chứ không hắn. Hành tắm mà bỏ vào cá là để khử tánh hay gì? Khử tánh. Một là khử tánh, hai là ăn thơm. Cá ăn thơm, ngon. Cháu thấy là dư hò toan khó cá con bằng nồi đất ní mà lại không khó như kiểu ví dụ như nồi inox hay là nồi nhôm rồi. Là vì nồi đất ní là hành giữ được độ ẩm. Là hành nóng đều, con cá ăn chín đều. Làm con cá ăn ngon, cái xương ăn mềm. Chị Vinh cho biết, bí quyết nấu món cá com khó nghề thơm ngon này được chị học từ mẹ của mình. Món ngon dân dã này đã theo chị Vinh hàng chục năm nay. Chắc chắn là chị phải có những cái bí quyết giá truyền riêng đúng hay gì hay? Như thường thường họ là khó tổ này là họ bỏ gia vị một lần, nhưng dây lại bỏ hai lần. Chắc không cùng một lần nhưng của họ khó rồi. Cho nên con cá của dây khó, con cá tới nhưng mà vẫn trái ngon. Hương vị thơm, béo của thịt cá con đã thực sự cuốn hút tôi. Và ngoài giá trị dinh dưỡng, cách chế biến độc đáo khiến món cá con khó nghề trở nên gần gũi, thân thương với bao người. Wow! Cá con khó nghề tươi. Cháu ngửi thấy mùi thơm ấy. Cháu đói bụng lắm đấy gì ạ? Nhìn đã hấp dẫn lắm đó gì ạ. Ăn với cơm thì chắc chắn là rất là ngon. Bùi bùi thơm thơm ngon. Đúng là như Di nói ấy. Sướng thì mềm, thịt thì sắn. Nhái vào thì nó thấy bùi bùi và không bị tánh. Dạ. Ngon. Cá com khó nghề không chỉ là món ăn ngon, mà còn là thức quà quê dân dã từ sông Lam, được bao người dân yêu thích ẩm thực xứ Nghệ háo hức và đợi chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, món cá com khó nghề là một món ăn dân dã có mặt trên mâm cơm của người xứ Nghệ. Tuy nó rất là bình dị nhưng mà lại thấm đượm hương vị quê nhà. Và chắc chắn rằng những người đi xa khi mà nhìn thấy món cá com này đều muốn trở về với quê hương và đều muốn trở về với gia đình. Và hy vọng chương trình Đi Mua Ăn Chí kỳ này đã mang đến cho quý vị những cái trải nghiệm thú vị. Và quý vị cũng đừng quên hãy đến với mảnh đất Anh Sơn để thưởng thức món cá com quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.